Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Phác-cô. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn tới Chúa một người mù và Thiên Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù dắt ra khỏi làng. Chúa phun nước miếng vào mắt anh ta và đặt tay trên anh mà hỏi: Ngươi có thấy gì không? Anh nhìn lên và trả lời: Tôi thấy người ta như những khúc cây cối đang đi. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về và căn dặn: Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng có nói với ai. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một nhà trí thức tên là Lavalier Le Pou, là một thành viên của Thượng Hội đồng Quốc gia Pháp. Ông ta ghét đạo Công giáo và luôn tìm cách công kích. Ông ta là một người rất là giỏi, cho nên ông muốn lập ra một cái trường phái giống như là một tôn giáo vậy, lôi kéo những người trí thức để cùng với ông mà đi để giáo dục cho dân, những người tin vào Chúa thì ông gọi đó là những người mù quáng, những người điên, những người khùng. Ông muốn mang cái kiến thức đến cho người ta để đi tuyên truyền khắp nước Pháp, để cho người ta nói theo kiểu ông ta là bớt ngu đi mà khôn ra. Bởi vì tôn giáo là phản khoa học, tin vào những điều ngược với khoa học lắm. Thế nhưng chẳng có mấy ai theo ông. Một hôm ông tâm sự với người bạn tên là Bara: Tôi không hiểu tại sao cái nhóm khoa học mà tôi lập ra đây muốn đi để huấn luyện, để đào tạo, để hướng dẫn người ta. Đây là một cái nhóm có triết lý, có khoa học, và những người làm việc cho tôi, các nghệ cán bộ, đều là những người có học thức, có huấn luyện. Thế nhưng chẳng có mấy ai theo. Còn cái ông Giêsu, chỉ có mấy người chài lưới thất học để đi loan báo cho mọi người, mà cả thế giới này lại theo ông ta. Và anh bạn Bara trả lời: Này thưa Ngài, nếu Ngài muốn thiên hạ theo mình thì Ngài để cho người ta đóng đinh, và rồi 3 ngày sau Ngài sống lại, được không? Tất nhiên khi mà nói đến cái việc đóng đinh mà sống lại thì người bạn đã có ý nhắc nhở ông Lavalier Le Pou này về cái nền tảng đức tin của chúng ta là một tin vào một Thiên Chúa chiến thắng được cả sự chết. Thế nhưng mà rồi có phải là thế mà phép là cho mạnh cho lớn thì người ta tin không? Thưa rằng không đâu. Những người đóng đinh Chúa, khi mà những người tính về báo lại là Chúa sống lại rồi, không thấy xác ở đâu, thì ngay cả một phép lạ lớn lao như vậy, nhưng mà cái sự mù quáng của họ, cái tôi bị kỷ kiêu căng của họ không cho họ tin. Và họ nói với những người lính, ra nói với dân là: Trong lúc chúng tôi ngủ thì những người môn đệ của ông Giêsu đến lấy trộm xác của ông. Và không chỉ là phép lạ sống lại, mà trước đó Chúa cũng đã làm nhiều phép lạ khác, ai cũng biết cả, và người ta theo Chúa rất đông, và chắc chắn họ cũng biết chứ. Thế nhưng họ đã không có được cái ơn đức tin, hay là nói cách khác là vì sự cứng lòng của họ mà họ không tin. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về cái việc có một người mù đến xin Chúa đặt tay. Chúa cầm tay người mù dắt ra khỏi
làng, rồi phun nước miếng vào mắt anh ta, rồi đặt tay trên anh mà hỏi ngươi có thấy gì không. Người mù này trả lời: tôi thấy người ta như những cây cối đang đi, tức là chưa khỏi. Rồi Chúa lại đặt tay lên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Rồi Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: người hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai. Cái việc Chúa chữa lành người mù nó khó khăn để nói với chúng ta về cái mù trong lòng của chúng ta đó, nó cũng nặng lắm, khó mà chữa. Và một trong những điều mà làm cho chúng ta khó có lòng tin là ở chỗ rằng là chúng ta vị kỷ, và có thể nói được là Chúa dạy giáo lý của tình yêu, chúng ta lại muốn sống một lẽ sống của vị kỷ, cứ tính cái gì cũng tính được cho mình trước cái đã, rồi được cho người sau. Và càng vị kỷ thì chúng ta càng thấy khó có lòng tin vào Chúa. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã xuống thế làm người ở với chúng ta, và xin cho chúng ta có một tấm lòng rộng lượng, bác ái, vị tha. Thì lúc đó những lời dạy của Chúa nó sẽ trở nên hay, trở nên đẹp, trở nên tốt. Còn ngược lại, những người vị kỷ chỉ lo sống cho mình thì những lời dạy của Chúa nghe nó chối tai, nó khó chấp nhận lắm. Này Chúa, xin cho chúng con chứa được cái mù của tâm hồn chúng con. Cái mù đó luôn luôn tìm kiếm đâu là cái điều tốt, đâu là cái điều lợi cho mình, và tìm kiếm đâu là cái điều mình hơn người ta. Xin cho chúng con noi gương Chúa để tìm kiếm sự sống cho người khác, và thậm chí hạ mình xuống rửa chân các môn đệ để dạy các ông bài học của tình yêu thương. Ai yêu thương thì biết Chúa, Chúa đã nói rất rõ. Xin cho chúng con sống tình yêu thương để biết Chúa rõ hơn. Amen.